Rồi, xin giới thiệu với cả nhà cái mũi khoét hợp kim thương hiệu Unifast. Rồi đây chúng ta thấy đây là mũi thương hiệu Unifast, cái mã là MCT75 nhé. Tức là mũi này có đường kính là phi 75mm với độ sâu khoan là 25 ly. Chúng ta thấy đây. Rồi, thì đối với là mũi này thì mục đích của nó là sử dụng để khoét lỗ. Chúng ta khoét lỗ đi kim loại nhé. Đây đó, chúng ta xem đây là phi 75 nhé. Thì đối với lại mũi khoét hợp kim thương hiệu Unifast này thì dùng để khoét lỗ trên inox, sắt thép, nhôm, nhựa cứng, các loại ống kẽm, ống inox vân vân. Như vậy thì cái mũi này là phù hợp nhất là chúng ta để khoét lỗ trên các loại hộp thép tấm, các loại ống. Đối với những khách hàng mà chúng ta sử dụng mũi này thì chúng ta dùng trong cái lĩnh vực chữa cháy rất là phù hợp nha, tại vì cái độ sâu khoan của nó được 25 ly này, cho nên khi mà khoan trên ống là sẽ rất là ok, tại vì cái độ sâu này nó có 25 ly. Trên ống của chúng ta thường là cái bề mặt nó cong, chúng ta sẽ khoan lủng cái ống rất dễ dàng. Rồi thì đối với lại mũi hợp kim thì trên thị trường có rất nhiều loại, tuy nhiên chúng ta xem nó sẽ có khác nhau về chất lượng và giá cả nha. Đây, cái đầu tiên là cái mũi định tâm này. Đây là cái mũi khoan tâm. Đây, cái mũi khoan tâm này nhé. Thì đối với là mũi tốt thì đầu tiên là cái mũi khoan tâm này phải là chất lượng đó. Thì cái mũi này chất lượng thì nó mới khoan lủng, xong rồi chúng ta mới tới cái mũi khoét này. Đó, thì thông thường chúng ta thấy mũi giá nó có sự khác biệt thì là nằm ở cái chất lượng nha. Rồi, ở đây nó có cái chip hợp kim, có 3 góc cắt khác nhau. Chúng ta thấy có mặt trong, mặt ngoài và mặt ở giữa. Giúp cho cái việc cắt nó trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng, mượt mà. Chúng ta có thể sử dụng một lực nhỏ thôi, nhưng khoan có lỗ rất là lớn. Chính vì vậy mà mũi khoét này chúng ta có thể sử dụng máy khoan cầm tay để chúng ta khoét lỗ. Rồi, thì mũi này thì sử dụng được với hầu hết các loại máy khoan. Vì cái phần đuôi này là nó như thế này đây, chúng ta có thể sử dụng cái đầu măng ranh ba chấu chúng ta kẹp rất dễ dàng. Sử dụng được với lại máy khoan cầm tay, máy khoan bàn, máy khoan từ, máy khoan ống, hay là máy khoan đứng, máy khoan cần đều được. Rồi đây, thì phi 75 nhé. Thì đối với lại mũi thương hiệu Unifast này thì có đường kính là từ phi 12 là nhỏ nhất cho đến phi 120mm là tối đa nhé, với độ sâu khoan là 25 ly. Như vậy thì chúng ta cần đường kính bao nhiêu thì chúng ta cứ mua. Thì đang giới thiệu đây là phi 75 nhé. Đây giới thiệu là phi 75. Và chúng ta lưu ý là từ phi 12 14 cho đến phi 120 nha. Bước 1 là chúng ta có 14, 15, 16 cho đến 120. Và chúng ta cần đường kính bao nhiêu thì chúng ta cứ mua. Rồi, thông tin thì chúng ta cứ vui lòng liên hệ theo thông tin theo số điện thoại hoặc là Zalo ở trên màn hình nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà.